Thường thì ai cũng có tâm lý nâng niu gìn giữ thứ gì đó đắt giá do mình tích cóp mua được, từ nhà, xe, đồ hiệu, cho đến những món sử dụng thường xuyên như điện thoại, đồng hồ. Mất bao nhiêu ngân khố mới tậu được đồ mình muốn, có ai điên mà không cẩn thận cơ chứ. Thế nhưng, đã có ai yêu quý đồ dùng mình mua đến mức phát cuồng giống chị gái công sở dưới đây chưa? Đúng là trần đời chuyện kỳ cục gì cũng có thể xảy ra. Ngay sau khi clip được chia sẻ bởi thành viên mạng tờ L, hàng chục nghìn người đã ôm bụng cười ngặt nghẽo. Dẫu biết giá trị chiếc điện thoại ngang với cả một chiếc xe máy, nên chị gái giữ gìn cẩn thận cũng là điều dễ hiểu, song gói bọc đến cả nghìn lớp như kia thì ăn trộm cũng bó tay. Dân mạng thi nhau để lại bình luận vô cùng hài hước dành tặng chủ nhân chiếc iPhone X. Ủa thế mỗi lần dùng xong điện thoại chị ấy lại bọc vào, có ai gọi hay nhắn tin lại gỡ ra, ngày dài trăm lần thế có vui không? Ui mới mua về thì ai chả thế, giữ như trứng xong được tuần nữa là dạ giật thôi. Giữ làm gì rồi ba hôm lại xước, bảo chị em xung quanh lén cào màn hình mấy phát cho bà ấy đỡ tiếc. Nhìn bọc bọc thế có ai ngước mắt như tôi không? Trong thì vui nhưng nhiều lần thì khó chịu phết, điện thoại mua để dùng chứ có phải để trưng bày đâu, thà đem cất tủ kính còn hơn. Không biết chiếc iPhone X đắt đỏ của chị gái công sở sẽ đẹp đẽ mới tin được bao lâu, nhưng bây giờ nó vẫn đang là chủ đề bàn tán rôm rả của cư dân mạng. Nhìn lại chiếc điện thoại xước ngang dọc, nứt cả mặt, có khi còn võng cả loa của chúng ta, các chị em có giật mình không nhỉ?